Chào các bạn, chúng ta lại đến với video tiếp theo trên kênh đầu tư 6.0 của tôi. Trong cái video tiếp theo của ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái ứng dụng có thể giúp các bạn vừa xem video vừa kiếm được tiền rất là hay ở trên điện thoại di động của các bạn. Đây, bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cái ứng dụng này. Để chúng ta thấy ở trên điện thoại đây. Ví dụ như các cái video đây, ta vừa có thể xem video, có thể vừa kiếm được tiền. Để nha, ta bấm vào cái video trên cùng này, người ta xem này. Đấy, mọi người thấy cái vòng quay ở đây. Đây này, nó đang đang chạy này. Khi chạy hết cái vòng này là chúng ta sẽ được tiền. Đấy. Thì chúng ta chỉ việc bấm video lên như thế để chúng ta xem thôi. Khi nào cái vòng quay này quay xong thì chúng ta sẽ được tiền. Rất là đơn giản. Và cái tiền này chúng ta có thể đổi ra thẻ điện thoại để chúng ta lấy hoặc đổi các cái món hàng tùy thích khác. Nha, ta xem nha. Đấy, chúng ta bắt đầu điều này. Đấy, chúng ta bấm vào cái chữ nhận ở đây để chúng ta nhận tiền. Đấy, như thế là ta đã có 0,40 xu rồi. Đấy. Và chúng ta có thể tắt đi, chúng ta xem các cái video khác ở trong đây. Rất nhiều. Ví dụ như là video tiếp theo này. Đấy, chúng ta lại xem cái vòng quay này quay xong. Và chúng ta được mỗi ngày các bạn lên đây các bạn xem các cái video, các cái phim hoạt hình. Hay là các cái video khác. Chúng ta không xem trên vi tính mà chúng ta xem ở trong cái phần ứng dụng này. Thì chúng ta cũng sẽ được rất là nhiều tiền mỗi ngày các bạn. À, xem nhiều thì các bạn sẽ được nhiều tiền. Để chúng ta để ý nha. Để chúng ta xem này. Đấy. Để chúng ta bấm vào chữ nhận ở đây để chúng ta lấy tiền này. Đấy, được 0,09 xu rồi. Đấy, các cái video khác ở dưới đây cũng tương tự như thế. Chúng ta thích xem cái video nào thì chúng ta xem. Có rất nhiều các cái video để cho chúng ta xem để chúng ta kiếm tiền. Hoặc là đề xuất sang đây chúng ta có thể xem các cái phim lẻ. Đây rất là nhiều. Đấy. Rất là nhiều phim hay. Hoặc là góc hài hước này. Sang góc hài cũng có này. Game này. Phim bộ này. Rất là nhiều các loại phim. Đấy. Thì đây là một cách để cho chúng ta kiếm tiền. Bây giờ các bạn hãy xuống dưới phần mô tả dưới video, các bạn download cái phần mềm này về để chúng ta cài đặt vô điện thoại của chúng ta. Và sau khi download về rồi thì chúng ta sẽ nhập cái mã 10 của chúng ta là ICR7T thì chúng ta mới kiếm được tiền nha, chúng ta mới được cái phần cái ưu đãi từ tôi. Đấy, bây giờ xuống phần mô tả của video để ta tải cái ứng dụng này về. Sau khi tải về xong thì chúng ta nhập cái mã 10 của tôi. Nhập cái mã 10 của tôi là ICR7T thì chúng ta mới được ưu đãi. Các bạn nhớ là như thế. Và ngoài cái việc mà xem video thì chúng ta cũng có thể là sang đây để chúng ta đọc các cái bài báo để nhận thưởng. Có rất nhiều các cái bài báo chúng ta đọc thoải mái. Video đây hoặc sang phần nhiệm vụ để chúng ta xem. Đấy, tôi đã được 157,76 xu rồi. Đây có rất nhiều các cái nhiệm vụ để chúng ta làm để chúng ta có thể kiếm được tiền. Thì cái phần này là tôi đã hướng dẫn các bạn trong một cái video trước rồi. Hôm nay giới thiệu các bạn thêm một cái phần trong này nữa, đó là xem video để kiếm tiền và giúp các bạn có thể là giải trí để kiếm thêm được nhiều các cái nguồn thu nhập từ cái ứng dụng này. Và ngoài cái việc mà chúng ta có thể xem video thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ mời bạn bè để chúng ta kiếm thêm tiền từ cái ứng dụng này, rất là hay. Đây, chúng ta vào cái phần mời bạn bè ở đây. Đây, mời bạn bè để kiếm tiền. Đây. Mời càng nhiều thưởng càng cao. Đây, tổng cộng kiếm được là 4 triệu 106.600 đồng. Đây là cách để chúng ta rủ bạn bè làm bạn mời bạn bè là người ta nói rất là cụ thể chi tiết ở trong đây.
Và đặc biệt chúng ta chú ý là cái mã giới thiệu là CICR7T, là chúng ta nhớ điền cái mã giới thiệu này vào để cho chúng ta là mới kiếm được tiền. Khi mà chúng ta đã có tiền đây rồi thì chúng ta có thể sang phần đổi thưởng này, đổi quà tặng, các cái thẻ cào. Và nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất. Và chúc bạn kiếm được nhiều tiền từ ứng dụng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của tôi.